yo cha mana po sa ku na sa sa do pa pa ga ho do su pi nang gan tang bu ta pa ve na vi na sa min du yan du ni mi tang ava mangalam cha yo cha mana po sa ku na do pa pa ga ho do su pi nang amanu bhavena vinasa mendu yandu nimittam avam mangalam chayo chamana bhosa guna sasado papagaho dusupinam gandam sanghanu bhavena vinasa mendu sirasmin no buddha sito sariputto jadakine vamangse mukharano purato vita katayam vachime mamanando hinasa vachaturisa samanta loka pala jainda deva sa brahma kaya te sang anubhavena sa pepaya upathavanika antaraya pivina santu ase sato yam kintya ratanang loke vichati vivitam puturatanang utha samang natita suti bhavantu te yam kintya ratanang loke vichati vivitam puturatanang dhamma samang natita sama soti bhavantu te yam kin jiratanang loke vichati vivitam buturatanang sangha samang natita sama soti bhavantu te imina punya kamena upacaya gunotara acariyo bakara jamata pita jayataka piyama mangzuri yo janti marasa gunavanta narapi cha brahma maraja indra cha tuloka pala cha devata nyamo mita manusa cha masata veri kapi cha sape satta sokhi onto punyani pakatani me sukhang jati vitang dendu ki pangpa peta vo matang imina punya kamena imina uti sena cha ki pahang sulape Jeva tanu bhatana se se tanang ye santane ina dhamma yawa Nipana to mamang na santu sapata jeva yata sato pave pave Ujitan sati panya sale go viriya mina marala bandu no ka sangkatunca Viriye su me bhutati pavaro nato dhammo nato varutamo nato Pakke ka bhutto cha sangho na do taro ma mang te so ta manu bhavena maru ka sangla pantu ma ka satta cha pumata devanaga ma iti ka bunyantang anumoditva chiram rakhantu sasanang aka satta cha pumata devanaga ma iti ka bunyantang anumoditva chiram rakhantu desanang aka satta cha pumata Devanaga mahitika bunyantangan vodita chiram rakhantu mangparang. Devo vatsantu kalena satsa sambati hotu cha pito bhavantu loko cha. Racha bhavantu tamiko dukha patta jani dukha paya patta jani paya. Soka patta jani soka hontu sabhe bhipani noeta vata jamehi sambatang. สัมปันสะเพเทวานุโมทันตุอุกาสะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสลาเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะดุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ Titsalanena saha panchasilani jyajama Tatiyampi manyangpante Visung visung rakhanathaya Titsalanena saha panchasilani jyajama Bạch hóa chư đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vương giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vương giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa chư đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vương giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba.
Dạ Nam Mô Phật Tha Gia, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thiền đại đức Minh Hạnh. Từ bi hoan hỷ, thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Nam Mô Phật Tha Gia. Dạ con xin được thành kính cung thiền đại đức Minh Hạnh ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phá Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con em ở lòng thành kính làm lễ Đức Phá Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con em ở lòng thành kính làm lễ Đức Phá Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang saram gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saram gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy pháp. Sanghang saram gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy tăng. Dutiyami buddhang saram gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyami dhammang saram gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Dutiyami sanghang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyami buddhang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyami dhammang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyami sanghang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Phật thăng saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Dutiyampi buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Dutiyampi dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ nhì. Dutiyampi sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì. Tatiyampi buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Tatiyampi dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ ba. Tatiyampi sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba. Ti sarana kahanang paripunang. Phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Amapante dạ xin vâng. Banati bata veramani sikha badang sama iyami. Con xin vâng dự điều học là quy tranh xa sự xa sanh.
Adinadana Veramani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vẫn giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichaha Chara Veramani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vẫn giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikhapadang Samadhyami. Điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura Merayamachapamadathana Veramani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata Veramani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Veramani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Sura merayamacha pamadathana veramani sikhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và cất say. Imani pancha sikha badane sathukang katawa apamadena nicha kalang sammarakitapang. Chư thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên như vui. Ama pancha xin vâng. Si lê na su ga tanh danh tí, si lê na phô ga sa ba đa, si lê na ni phụ tanh danh tí, tas ma si lê ngu sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các lê nên chư thiện tinh thả ráng thọ trì giải lực cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sáng-kha-ya. Dạ, kính bạc chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo kinh và thọ trì quy giới, Vatana xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú lành thai. Kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Dạ, cảm ơn Vinh, cảm ơn Sích Đàn Đông. Kính ơn Sích Đàn Đạo cho Nhật Vinh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Kim Nhung đã cho Nhật Vinh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, cùng chư tâm đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ tu nữ Tịnh Lạc, cô tu nữ Tệ Duyên.
Như Quỳnh kính chào Quỳnh Quách Thanh Á, kính chào Nguyễn Mộng, mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Chanh Đá Rá, kính chào Giác Ngộ, mến chào Sích Hoa Nguyệt, mến chào Sích Rạng Đông, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Thi Lâm, kính chào IQ Em Đó, kính chào Nắng Chiều, mến chào Trăng Thư, kính chào Viên Say, mến chào Cẩm Vân, mến chào Kim Nhung và kính lễ cô tu nữ Viriya Ratana vừa vào đạo tràng. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng, dạ, nhất là có cô tu nữ Tịnh Lạc, dạ, quý cô tu nữ trong đạo tràng, dạ, quý cô có thể cho Nhật Quỳnh biết được ngài Tề Siêu có ở trong chùa không và có ổn định không cô, mấy cô quý cô cho biết dùm. Tại vì nãy giờ Nhật Quỳnh điện thoại cho ngài hai lần rồi, ngài không có bắt máy, không biết ngài có bận gì không, hay là ngài có khỏe không. Nên Nhật Quỳnh xin mấy cô có thể cho Nhật Quỳnh biết được một chút không ạ? Cô Tị Duyên, cô tu nữ Viriya Tanna, dạ quý cô có thể chắc lên được không? Để mình có thể một là mình thỉnh Pháp Sư chờ ngài vào, hay là Nhật Quỳnh mời quý vị nghe tiếp tục băng của ngài rồi thấy ngài vào thôi mình thỉnh Pháp Sư. Dạ, 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 cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, nếu vậy thì Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên có thể khai mạc đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Tranh thủ nha cô, nhớ nha, nhớ là khi thấy cô ngài vào là phải tranh thủ. Dạ, tùy cô sắp xếp. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, dạ kính mời cô ạ. À. Dạ, sư thú, kính cảm ơn Quỳnh. Nhưng mà thật sự hôm nay là ngài rất là mệt, không biết là ngài có vào được hay không nữa. Hôm nay ngài rất là vất vả, cho nên là bây giờ thì tự nhiên cứ thỉnh Pháp Sư. Rồi ngài có vào thì đó. Dạ. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Và bây giờ là giờ cung thỉnh Pháp Sư. Mời đạo tràng cùng tự nhiên cung thỉnh Pháp Sư. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Evaṃ saham bhatiṃ dhammā bhagavantaṃ āyacchathā tum hi bhavē na taṃ buddho arunyin
Nam mô Bố Tha. Dạ, dạ, cô Thể Duyên có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không cô? Dạ, cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Dạ, cảm ơn Rằng Đông, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, cảm ơn cô Thể Duyên. Dạ, vậy mà mời cô cầm mic trở lại nha. Đạo tràng không còn nghe âm thanh của cô nữa ạ. Ta tu ba vô âm. Nam mô Bố Tha. Dạ, dạ, vậy là đường nét của cô không được ổn định rồi. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? À? Không biết do cái đường nét của cô hay là của Nhật Quỳnh. Dạ, vậy thôi thì cô ngồi đó đi nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Để tới lúc ngài vào thì không còn kịp nữa. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đăng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư ạ. Dạ, ngài đã online rồi. Dạ, Nam mô Bố Tha, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lâu mọc đậm nhờ ánh sáng à, trổ hà lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường à, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi à, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhâm phường lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử à, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp à, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn ai à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập mà đám mưa lành đi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng à, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni à, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bố Tha. Dạ, con thành kính đảnh lễ ngài Thầy Siêu vừa quang lâm vào đạo tràng. Con không biết ngài vừa vào đạo tràng ngài có nghe được âm thanh của con. Dạ, sa thú lành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Thầy Siêu từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học tiếp tục bài học ngày hôm nay. Dạ, con Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bố Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính chào quý tu nữ. Kính chào quý Phật tử. Cảm ơn Phật Bèo đã cho biết ngày hôm nay học tiếp tục cái đề mục bốn vô lượng tâm.
hay là 4 địa ngục phẩm trú. Kính thưa quý vị, trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài Bồ Tát Khu Xá có đưa ra những cái đề tài tu tập mà Đức Phật đã dạy. Mang đến lợi lớn và báu lớn. Ở trong đó, trong 40 địa ngục có địa ngục gọi là địa ngục phạm trú Brahmavihara. Hôm tuần trước chúng tôi đã giới thiệu về những cái đề tài tu tập của Đức Phật Ngài dạy trong kinh Từ Bi Di Xã. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào những cái đề mục này. Trước hết là đề mục tự tâm. Gọi là Metta Brahmavihara. Từ là trạng thái tâm không đóng giận, không bực bội, tâm an vui mát mẻ, thân thiện hài hòa. Để chúng ta hiểu rõ về tâm từ, chúng ta nên biết cái gì nó tương phản trực tiếp với tâm từ. Đó là cái sự sân giận. Và ở đây chúng ta cũng cần phải biết cái sự luyến ái luyến. Không phải là cái sự thân thiện của một người hài hòa với người khác, mà là cái sự thích thú một đối tượng, luyến ái một đối tượng. Thì cái sự ái luyến đó là cái thái độ đối lập gián tiếp với tâm từ. Đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu. Chứ đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta thường ngày chúng ta nói chúng ta có tâm từ. Không phải. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình thương một người thì cái tình thương đó ích kỷ. Mình thương người nào mà mình thích, còn người nào mà không thích thì mình ghét. Cái đó là nó đi trái ngược với tâm từ. Cho nên cần phải biết tâm từ là cái trạng thái mát mẻ, không nóng giận, không bực bội. Đó là cái trạng thái hài hòa, thân thiện. Đối với chúng sanh, chúng ta không có cái sự phân biệt, không có sự kỳ thị,
luôn luôn có cái tâm, luôn luôn có cái sự thân thiện, thì như vậy mới đúng là tâm từ. Ở đây hành giả muốn tu tập tâm từ, nếu là người sơ cơ, sơ cơ có nghĩa là người này chưa có thuần thục, về tâm từ. Mà bây giờ muốn tu tập thì trước hết phải học rành rẽ đề tài thiền tâm từ, và phải trừ khử những cái chướng ngại. Đề tài thiền ở đây tức là học rành về tâm từ như thế nào, và phải niệm tâm từ như thế nào, phải an trú tâm từ ra sao. Cái đó chúng ta phải học rành rẽ. Còn trừ khử những chướng ngại, thí dụ như vị hành giả là người sống còn có cái sự dối trá, tánh tình không ngay thẳng, lần nữa hành giả là người khó dạy, đó là một chướng ngại. Cái sự khó dạy là một chướng ngại của tâm từ. Cái sự ngã mạn thái quá, cái sự khó nuôi, khó khắp dưỡng trong cuộc sống. Người có nhiều cái tham ái, có nhiều cái tâm sân hận, thì như vậy người này đang bị cái chướng ngại. Thì trước khi tu tập tâm từ là phải trừ khử cái chướng ngại đó. Các vị muốn biết rõ đó, là chúng ta nên xem cái bài kinh Metta Karaniya Sutta, bài kinh Karaniya Matha Kusale Nayan Tang San Tang Vadang Afisame Che Sakho Uchu Che Sok Uchu Che Sok Uchu Chas Sam Mudu Anati Mani Santo Sakho là tri túc, Che Sok Varo là dễ dạy, Che Apakecho tức là người ít có rộng ràng. Chà sàl hà kà vô tí, sàn tinh rì vô, chà lý bà cô, v.v. Chúng ta phải học những cái pháp đó. Đức Phật ngài dạy vị tỳ kheo mà muốn tu tập tâm từ là phải có những cái pháp đó. Thí dụ như một vị sư mà gặp Phật tử, Phật tử họ cúng dường, mình thích cái món này, không thích cái món kia, gặp Phật tử hơi sang trọng giờ có thì mình thích, còn những người Phật tử mà họ nghèo khổ, họ đem cúng dường những cái thức ăn hay là những cái vật thực tầm thường thì mình thọ nhận như cái kiểu đem đổ bỏ, vân vân. Thì vậy gọi là vị tỳ kheo không thể an trú tâm từ được. Cái đó phải dễ nuôi. Còn một vị tỳ kheo mà sống không có tri túc, không có biết đủ,
với vật dụng xài, muốn cho nhiều, có cái này muốn thêm cái khác. Một người mà sống thiếu sự tri túc như vậy thì người đó cũng an trú tâm tử không được. Nên cái gọi là trừ khử những chướng ngại này, những cái pháp đó đó, nhưng mà ở đây đi thẳng vào cái cách tu tập đó, thì ngài Bích Thất Phú Xá trong Thanh Tịnh Đạo ngài nói hành giả đi đến một nơi vắng vẻ, ngồi xuống thoải mái rồi bắt đầu an trú, rồi đề mục thiền định. Nếu hành giả nhận thấy nội tâm còn những gút mắc, những bực bội, thì nên suy xét sự nguy hại của tâm sân hận và sự lợi lạc của cái sự kham nhẫn qua những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển, để lắng dịu sân tâm và an vui tu tập về một thiền tâm tự. Ở đây sự nguy hại của sân tâm được thấy mô tả trong các kinh như Tăng Chi Bộ, Tăng Chi Bộ Kinh quyển 1 trang 26, Đức Phật có dạy rằng này, Tôn giả Sariputta người có dạy rằng này chư hiền, khi một người nổi sân, nó là miếng mồi cho sân, có thể do bị ám ảnh bởi sân mà nó giết hại chúng sanh, vân vân. Thì cái đó là chúng ta suy xét về về cái sự nguy hại của tâm sân. Lại nữa, trong đoạn kinh khác Đức Phật ngài có dạy, này các tỳ kheo, có bảy pháp khiến cho kẻ thù của nó hả hê thỏa mãn. Bảy điều ấy là gì? Một người đang sân giận, bị sân giận chi phối, người ấy trở thành xấu xí, dù có tắm rửa, trang điểm, trang phục đẹp. Một người đang sân giận, bị sân giận chi phối, người ấy ngủ một cách khổ sở, dù có nằm trên giường ghế đệm êm chăn ấm. Một người đang sân giận, bị sân giận chi phối, người ấy thường gặp cái điều bất lợi khiến đau khổ. Một người bị sân giận chi phối, người sống bằng cái tâm sân giận, người ấy dễ làm thiệt hại tài sản đã thu hoạch. Lại nữa, một người sân giận, bị sân giận chi phối, nếu người ấy có danh tiếng sẽ làm mất danh tiếng. Lại nữa, một người sân giận, bị sân giận chi phối, nếu người ấy có bạn bè thân hữu, sẽ bị bạn bè thân hữu tránh xa. Một người sân giận, bị sân giận chi phối, bị thúc giục bởi sân hận, người ấy tạo thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Do các ác hạnh nên khi chết bị sanh xuống đọa xứ địa ngục. Này các tỳ kheo, người sân giận có bảy điều này mà khiến cho kẻ thù của nó hả hê thỏa mãn. Đây là Tăng Chi Bộ Kinh quyển 4 trang 91. Sau khi suy xét cái sự nguy hại của tâm sân giận như vậy, hành giả nên suy xét sự lợi lạc của cái đức tính kham nhẫn như sau. Chư Phật hằng giảng dạy kham nhẫn hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Kinh Pháp Cú câu 184.
hoặc như tham nhẫn là nguyên nhân phát sanh giới và định, nhờ đức tính tham nhẫn các thiện pháp tăng trưởng. Hoặc nhẫn nại đồ trang sức của bậc trí trong đời, nhẫn nại là khổ hạnh của hành giả tu tập, nhẫn nại là sức mạnh của những người hành trình, nhẫn nại đều mang đến lợi ích và an vui. Cái này ở trong kinh Ovada Sutta, tức là về kinh giáo giới. Nhờ suy xét lợi hại như vậy, hành giả được phấn chấn với mục đích tu tập tâm từ. Như vậy thì ở đây chúng ta có hai trường hợp. Trước khi mà tu tập tâm từ là chúng ta phải suy xét đến cái nguy hại của sân, để chúng ta kiểm soát xem có mình có tâm sân giận hay không, rồi mình bỏ, mình loại trừ nó đi. Và chúng ta suy xét về cái sự lợi ích của cái sự kham nhẫn, tức là cái sự nhẫn nại, sự chịu đựng, tức là không để cho tâm sân nó sinh khởi. Lúc đó hành giả được phấn chấn, tức là được quan hỷ với cái mục đích tu tập tâm từ. Sau khi đã suy xét cái lợi và cái hại như vậy rồi, hành giả khởi động tu tập từ tâm. Cái cách tu tập từ tâm trước hết là phải trú tâm từ đến chính bản thân mình. Như thế để lấy mình làm thí dụ, rồi mới trải tâm từ đến chúng sanh khác. Ví như một bóng mát của tàn cây, nó phải phủ mát thân cây trước mới che mát cho những người nghỉ chân ở dưới tàn cây về. Hành giả lặp đi lặp lại ở trong tâm như sau: Ahang sukto homi, nidukho homi, mong rằng ta được an vui, không khổ não. Này các Phật tử chúng ta, hồi trước đến giờ chúng ta cứ là hãy nói tu tập tâm từ là chúng ta cứ ngồi niệm sắp bê sắp tà quê ra hoàn tú, mong cho chúng sanh được xã vui, đừng có quan trái. Chúng ta cứ tu tập tứ. Trong khi đó ra bản thân của mỗi người đang có cái tâm bực mình sân giận, đang bực bội mà cũng mong cho người khác được an vui, cái chuyện rất là vô lý. Cho nên trước tiên là chúng ta phải lặp đi lặp lại với cái câu người rải tâm từ cho mình, mong rằng ta được an vui, không khổ não. Ahang sukto homi, nidukho homi. Chúng ta cố gắng rải tâm từ cho mình trước cái đã. Sự tu tập sơ khởi trú tâm từ đến chính bản thân cái đó, để làm cái nền tảng cho cái thiền, cho cái đề mục thiền tâm từ. Nhưng mà tu tập trú tâm từ cho bản thân như vậy đó không thể đắc định, mà phải tu tập biến mãn tâm từ đến khắp các hướng tất cả chúng sanh, đó mới là phương pháp đạt đến định. Mặc dù vậy, nhưng mà trước tiên chúng ta phải làm cho tâm mình được an vui mát mẻ cái đã,
chúng ta mới biến mãn tâm từ đến chúng sinh khác. Khi nội tâm hành giả đã thoát khỏi sự ám ảnh của sân giận nóng nảy, phiền muộn do trú tâm từ đến chính bản thân rồi, thì tiếp đến hành giả tu tập trải tâm từ đến người khác. Đây là cái phương pháp để đạt đến thiền định. Người khác mà hành giả trải tâm từ đến trước tiên không phải là một người khó ưa, apokalat, không phải là một người thân quá đáng yêu, tipiyat, sahayakat, không phải là một người mà ta vô cảm, không phải là một kẻ thù. Đây là bốn hạng người mà chúng ta không nên, bốn hạng người không tạo cảm hứng cho hành giả, và hành giả phải mệt mỏi khi miễn cưỡng trải tâm từ đến họ. Chúng ta nhớ cái chỗ đó. Trước tiên mình rải tâm từ đến ai, và nên tránh đối với những hạng người nào chúng ta không rải tâm từ trước trước tiên khi bắt đầu chúng ta khởi sự tu tập tâm từ. Thưa quý vị, vì đối với cái người mà khó ưa, mình nhớ đến họ là mình chỉ khởi lên cái tâm bực bội, không thể miễn cưỡng có tâm từ được. Còn cái người quá thân, người quá thân yêu, quá thương yêu, thì khi mà nghĩ trước đến họ thì mình khởi lên cái tâm luyến ái, để đi ngược lại tâm từ. Như có một cái câu chuyện, đây là cái giai thoại mà ở trường thiền người ta ghi nhận lại. Có thị nam đó, ảnh về nhà, ảnh học đề mục thiền tâm từ, ảnh về nhà. Sau khi ăn trú tâm mát mẻ, ảnh nhớ tưởng đến người vợ đang nằm ngủ ở phòng kế bên. Anh ta hướng tâm từ đến cái người vợ thương yêu. Lúc đó cái lòng luyến ái nó sanh khởi, anh ta không thể chịu đựng nổi, anh ta xông vào cửa phòng của cô vợ, làm cho mất đi cái tâm, cái sự tu tập. Lại nữa, một người mà không phải là một người mà tao cảm. Bởi vì nếu một người dửng dưng đối với mình nó không có cái ảnh hưởng gì, nó không có đem lại một cái xúc cảm gì, thì người đó mình cũng miễn cưỡng không thể phát triển tâm từ được trước tiên. Và cũng không phải là một kẻ thù, bởi vì suy nghĩ đến kẻ thù thì mình khởi lên cái sự thù hận, nổi nóng lên, do đó mình không tu tập tâm từ, mình sẽ mệt mỏi trẻ tâm từ đến họ. Người trước tiên mà hành giả khởi tâm từ cũng không phải là một người khác phái, liền giống với sát phà cá. Vì dễ, trường hợp này dễ làm cho hành giả khởi dục tư duy, cũng không nên là một người chết kalakatak, vì xác chết vô thức vô tri khiến hành giả cũng dựng dưng.
Thì như vậy theo Ngài Bố Thích Cô Xá thì ở đây chúng ta có đến 6 người, chúng ta đến có đến 6 người mà chúng ta trước khi mà vô tu tập tâm từ là chúng ta không nên rải tâm từ đến người đó trước, bởi vì chúng ta không thể bắt nhịp được. Như vậy thì bây giờ mình sẽ an trú tâm từ, bí mãn tâm từ với ai trước? Trước tiên, thưa quý vị, hành giả nên rải tâm từ trước tiên đến vị thầy tế độ Upachaya hay vị thầy giáo thọ, là một đối tượng khả kính, có đức hạnh, có trí tuệ đáng tôn ngưỡng. Hành giả trả tâm từ đến vị ấy như sau: mong rằng người hiền thiện ấy được an vui, không khổ não. Esa sapriso sukito hô tú nít đức cô hô tú. Cái câu mà niệm tâm từ thì các Phật tử chúng ta nhớ giống y nhau hết, để chúng ta đừng có bị lộn xộn. Một người hiền thiện này được an vui, không khổ não, cũng như khi trước mà chúng ta mong rằng cho ta được sự an vui không khổ não vậy nè. Khi đã thành công việc tu tập trải tâm từ đến một đối tượng khả kính như thế, hành giả nên phá vỡ hàng rào ngăn, tức là hướng tâm từ có tính cách bình đẳng với mọi chúng sanh. Lúc đó không có quan niệm thiên vị là chính bản thân hay người thân hay người dân hay là kẻ thù, lúc đó mới an trú tâm từ được. Hành giả trú tâm từ biến mãn khắp bốn phương bốn hướng đối với tất cả chúng sanh, vô biên không hận không sân như sau: mong rằng tất cả chúng sanh không oan trái, không thù hận, không khốn khổ, tự cẩn phòng an vui. Sape sata vera hantu abhyapacha hantu anika hantu sukhita atanam bariha haratu. Khi pháp vỡ được rào ngăn có tính bình đẳng như vậy, vị tỳ kheo này đạt được tướng và cận định, rồi nhờ duy trì phát triển làm sung mãn tướng ấy, tức là ấn chứng ấy đó, nên vị này đắc được an chỉ định không khó khăn. Hành giả an trú biến mãn tâm câu hữu với từ sẽ tuần tự đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Đây là nói theo hệ thống bốn thiền của kinh tạng. Hoặc là đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền theo hệ thống năm thiền của A Tỳ Đàm, của Vị Pháp. Đề mục phạm trú từ ba chỉ đưa đến cái thiền thọ hỷ, không đắc được thiền thọ xả, tức là không đắc ngũ thiền đâu, chỉ đắc cái tới thiền, tới tứ thiền là cùng. Sắp thân tình đạo giải rộng các chi tiết tu tập tâm từ và các thứ an chỉ định mà hành giả biến mãn theo phân loại, theo phương thức, theo phương xứ đông tây nam bắc. Cũng nói thêm cho quý vị rằng vừa thứ ba cho thì xa nhé, nó có hai nghĩa, một là hướng đông, hai là hướng trước mặt. Khi mà chúng ta đứng
giang tay ra, tay trái thì ở hướng bắc, trước mặt hướng đông, bên tay phải là hướng nam và sau lưng là hướng tây. Do đó cho nên ở trong tiếng Pali đó, chữ Purathima với Disaya là hướng trước mặt, Dakshina với Disaya cái mà chúng ta gọi là hướng nam đó. Nhưng thực ra khi mà tu tâm từ thì chúng ta nên tác ý đến hướng phía bên phải của mình, rồi đến cái hướng tây, Pachima với Disaya. Nhưng kỳ thật Pachima giá tức là phía sau, phía sau đi là phía sau lưng, và Uttara giá Disaya tức là Uttara giá là hướng bắc. Nhưng kỳ thật khi mà chúng ta tu tâm từ thì chúng ta nên tác ý là phía bên tay trái. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi vì một hành giả nếu ở một chỗ thì chúng ta đã quen thuộc cái địa bàn, chúng ta có thể biết ở hướng nào mặt trời mọc, hướng nào mặt trời lặn ở nhà của mình, hướng nào hướng nam hướng bắc chúng ta biết. Chứ còn thí dụ như một vị tỳ kheo, một vị hành giả sống ở trong rừng, chung quanh là cây cối ôm tùm sầm uất, không thấy ánh nắng trời, thì như vậy làm sao có thể định hướng được đông tây nam bắc mà tu tâm từ? Lại nữa, nếu mà hành giả là người đi đến ở chỗ nơi khác, thí dụ bây giờ chúng ta muốn đi đến ở cái vùng đó, đi đến trời tối rồi, sau khi chúng ta rửa mặt rửa chân xong, chúng ta ngồi lại, sau khi chúng ta nhận cái trú xứ liêu khóc ở trong chùa nào đó hay ở dưới gốc cây nào đó, chúng ta ngồi lại, thì lúc bây giờ phương hướng làm sao chúng ta định được là đông chỗ nào là đông, hướng nào là tây, là nam là bắc? Thế cho nên chúng ta chỉ có việc ngồi lại là mong rằng tất cả chúng sanh ở phía trước mặt chúng ta, phía trước mặt ta, gần xa hơn nữa, hãy được cái sự an vui, đừng có quan trái, tự cẩn phòng, hàng trọn an vui vô vân. Rồi chúng ta liên tưởng đến bên tay phải, hướng tay phải của mình, mong rằng tất cả chúng sanh loài hữu tình phía bên phải của ta sẽ được an vui vân vân. Rồi mong rằng chúng sanh loài hữu tình phía sau lưng của ta, phía bên tay trái ta, chúng ta ngồi chúng ta cứ tưởng tượng các hướng như vậy, trước mặt, bên phải, sau lưng, rồi bên trái, chúng ta an trú như vậy thì nó vừa đúng với, nó cũng đúng với văn tự Pali, và nó cũng vừa hợp lý hơn là chúng ta nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, hay là nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, hướng tây, hướng bắc được sẽ vui vân vân. Thì như vậy đó là chúng ta khó có thể hình dung được hướng đó, cái tầm rộng đó bao nhiêu chúng ta không biết, và cái tầm xa của nó tới đâu chúng ta không biết. Còn khi mà chúng ta cứ suy nghĩ, mình đang ngồi thiền nhắm mắt lại, mình nghĩ đến chúng sanh ở trong cái phạm vi trước mặt chúng ta, thì chúng ta biết đó là hướng mà chúng ta phải biến mạng tâm từ. Cho nên ở trong sách Thanh Tịnh Đạo thì Ngài Vô Thân Vô Sáng Ngài chỉ ghi bằng tiếng Pali thôi,
Rồi từ tiếng Pali mới dịch ra do cái vị dịch giả họ cứ quen cái từ Puriba Yadisaya là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, Dakshina Yadisaya, Pachima Yadisaya, Uttara Yadisaya, cho nên họ không có, họ không có nghĩ đến cái chỗ giúp cho cái vị hành giả được dễ dàng để ghi nhận. Nếu mà hôm nào quý vị đi đến một nơi nào đó mà quý vị có thói quen tối thì hay tu tập tâm từ, ngồi tu tập tâm từ mà cái chỗ mình mới đến xa lạ mình không biết, mình phải đi hỏi người ta hay sao? Cái trường hợp này chúng ta đâu cần phải hỏi người ta, mình ngồi thiền thì bất cứ mình ngồi xây mặt ở ngoài cửa sổ hay cửa cái, xây vòng vòng cũng được. Mà chúng ta cứ là hễ chúng ta xây mặt về hướng nào thì hướng đó gọi là Purathima Yadisaya, hướng trước mặt. Rồi ở phía sau lưng chúng ta là hướng hướng phía sau, Pachima Yadisaya. Rồi hướng bên phải là bên tay phải của chúng ta, hướng bên tay trái. Cứ như thế đó, chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng tu tập được. Còn khi mà quý vị chấp theo cái từ, quý vị đang ngồi xây mặt về cái phòng, cái tỉnh thất, quý vị đang xây mặt về hướng hướng tây, mà chúng ta đó chúng ta cứ nghĩ ở hướng đông ở sau lưng mình, rồi như vậy nó trái ngược thưa quý vị. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý đến này. Ở đây là chúng ta chỉ giảng lược thì cho dễ hiểu thôi, chứ không cần phải ghi ra từng câu niệm, từng câu niệm. Bởi vì nó sẽ dài dòng lắm. Tu tập tâm từ, an trú từ tâm, sẽ có được 11 cái lợi ích như Đức Phật đã dạy này các tỳ kheo. Từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ có được 11 cái lợi ích thế nào? Ở đây này các tỳ kheo, người mà tu tập tâm từ, ngủ được an vui, thức dậy được an vui, không thấy ác mộng, là chỗ thương yêu của loài người, là chỗ thương yêu của loài phi nhân. Phi nhân ở đây là chư thiên hay ma quỷ v.v. Được chư thiên hộ trì, không bị lửa hoặc thuốc độc hay là đao kiếm xâm hại, sắc mặt tư tỉnh, tâm được an định nhanh chóng, chết không có hôn mê. Nếu chưa thể nhập quả vị giải thoát thời, người tu tập tâm từ sẽ đi đến cảnh giới phạm thiên. Đây là trích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh trang 342, mà trong Thanh Tịnh Đạo ngài đã ghi. Ở đây khi một người an trú tâm từ, luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm mát mẻ và dẹp bỏ được sân tâm, thì người đó cho dù không có đắc thiền ngay trong hiện tại, thì ít ra với cái tâm mát mẻ
không sân không hận như vậy. Người này khi giờ phút lâm chung tâm được an tịnh, và cũng hướng đến một cái cảnh giới tốt đẹp. Cho nên cái đề mục tâm từ là cái đề mục mà Đức Phật Ngài dạy. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nên thường xuyên tu tập mỗi ngày bốn cái pháp tùy niệm này. Mỗi ngày nên Puttanusati, tức là niệm ơn Đức Phật. Thứ hai gọi là Metta Nusati, tức là niệm tâm từ. Thứ tư Asuffa Nusati là niệm về thân bất tịnh, bát mỹ. Và thứ tư Marana Nusati là tùy niệm về sự chết. Đó là bốn tập pháp tu tập hàng ngày của vị tỳ kheo, trong đó có cái tu tập tâm từ. Bởi vì mỗi ngày chúng ta sống và bận sân khổ lắm thưa quý vị. Chúng ta thương cũng khổ, mà chúng ta ghét cũng khổ, mà chúng ta cái gì cũng bực bội, cũng khó chịu, cũng khổ lắm thưa quý vị. Cho nên một người tu tập tâm từ là người không có thương, không có ghét, nhưng mà luôn luôn giữ cái tâm hài hòa, mát mẻ của chúng sanh, và tự mong rằng cho mình được an vui, và mong cho chúng sanh khác cũng được an vui. Thì đó là tu tập tâm từ. Về cái lợi ích của tu tập tâm từ như quý vị đã nghe đó, là có 11. Nhưng mà khi nãy ở trong thanh tịnh đạo chúng ta cũng có nghe một cái đoạn kinh nói về người mà bị tâm sân chi phối đó. Sẽ có 7 cái điều không tốt đẹp cho người đó. Thì chúng ta phải biết và chúng ta tránh điều đó. Bởi vì người mà thiếu tâm từ, sống với tâm sân, bạn bè sẽ xa lắm. Hay là người mà thiếu tâm từ, chư thiên họ không có quan hỷ, không có hộ trì, vân vân. Cho nên mấy cái này để chúng ta nên học biết, để mà chúng ta thấy cái lợi ích của cái việc mà tu tập có tâm từ. Rồi chúng ta nên có cái hướng tâm. Hôm nay thì chúng tôi chỉ học về tâm từ được rồi, và bắt đầu kể từ ngày hôm nay đó, mong rằng chúng ta nên tu tập cái phẩm trú thứ nhất là tâm từ. Bây giờ tuần này chúng ta học tâm từ thì bắt đầu từ thứ bảy này cho đến thứ bảy tuần sau đó. Trong 7 ngày này là chúng ta nên
giữ cái tâm mát mẻ, lúc nào cũng mong cho ta được an vui, không có khổ não. Xong rồi chúng ta giữ cái tâm bình đẳng, mong cho chúng sinh tất cả mọi loài được sẽ vui, không có khổ não. Ta cứ tu tập như thế trong suốt 7 ngày này, tu tâm tâm từ thôi. Chúng ta cũng không cần thiết là để đắc được thiền định, sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Chúng ta không cần thiết đắc định. Và chúng ta tu tập tâm từ để chi? Để chúng ta ngủ được an vui, chúng ta thức giấc được an vui, chúng ta có chiêm bao cũng không thấy ác mộng, sắc mặt được tư tỉnh, chúng ta được loài người thương mến, phi nhân thương mến, được chư thiên hộ trì. Rồi tâm của mình mát mẻ thì chúng ta dễ định tĩnh, vân vân. Chúng ta cứ nhớ như vậy, chúng ta nên tu tập. Thì hôm nay đến đây đó, chúng tôi xin dứt lời chúc quý vị luôn được sẽ vui và thoát khỏi cái sự nguy hại của đại dịch Corona. Chúng ta không có tâm sân giận, chúng ta luôn có tâm từ thì chúng ta sẽ không có bị cái virus Corona xâm hại được. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Chúng Phú Phương báo cho rùm. Chúng ta nghỉ trong giây lát 8 giờ chúng ta qua học ở lớp Phật Pháp Vô Thất Thầm Má. Nam Mô Bồ Thầy. Và tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bề đề và ta sắp bồ đề ta nương hoa về nơi sa đà so thế phu văn chủ đề và tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bề đề và ta sắp bên hầm ma nương hoa về nơi sa đà so thế phu văn chủ đề và tu sắp bằng mang lang ra khăn tu